giáo chơi sushi với em không? Chơi không? Sushi. Sushi. À em đi thua rồi. À để mẹ xem mấy giờ nào. 5 giờ rồi, chuẩn bị đến giờ anh Cún đi học thêm rồi. Mẹ gọi anh Cún nhá. Xuống ta đi ăn bánh xèo xong rồi cho anh Cún đi học nhờ. Được không? Cún ơi. Dạ. Đi xuống đi ăn bánh xèo để đi học nè con. Gấu đi lại đây, Cún đi sang đây. Anh em đi sang đây ngồi. Con sang đây ngồi. Lấy 4 cái mềm phải không? Lấy 4 cái mềm trước xong rồi tí nữa lấy 4 cái giòn. Cho em 2 lon Pepsi với nhá. Cho em 2 lon Pepsi. Pepsi rồi chẳng còn lon nào, nước gì chẳng còn lon nào. Rồi con để đây đi con, không phải lấy ra đâu. Mẹ ơi cho con cái bánh cuốn. Bánh để bên đây cho hai mẹ con. Rồi con để đây thôi.
con ăn đi. Đúng rồi, con ăn đi. Đừng có lấy ra thịt của bác con. Ăn đi. Dạ, con kèo. Con ăn đi. Con nhíu vậy. Em Titi hú. Em Titi khen bánh của bác Hoa ngon. Đang khen bánh ngon đấy. Không thích ăn bánh này á? Đây của con đây. Con cầm con ăn đi. Ăn cái này dễ ăn mà. Đi ăn đi, đi ăn đi. Bánh kia dễ ăn hơn đúng không? Ăn cái bánh mềm này xong rồi chờ có hoa tí xong. Sao bữa nay lại chiên nhiều bánh mềm thế? Ai? Mày xé bớt cái bánh này ra cho độ dai nhá. Ăn đi rồi anh mua nước về là mẹ lấy nước cho. Chứ không ăn là mẹ không cho uống nước đâu. Đi ăn đi, đây của con đây. Cầm cả miếng to ăn luôn. Đó, đúng rồi. Bỏ ớt vô ăn nha. Ăn mình bánh xèo không? Bánh này ra để con ăn mình cái bánh xèo bên trong nhá. Được không? Con phải ăn đi mẹ mới cho con uống nước á. Rồi con cầm con ăn đi. Mẹ mời ba cho anh em ăn nhá. Ờ vịt kìa, con vịt kìa. Thấy con vịt chưa? Đó con vịt. Thấy con vịt đằng sau không? Chị Hoa có bánh giòn chưa? Con trả lại con lời bánh. Ngồi yên đi anh Vin lấy cho em luôn đấy. Lấy cho Hoa hai luôn với lại hai ly nước nhá. À cả hai cái ly. Này để tôm mình đang em gấu ăn nhá. Nóng quá. Wow, con tôm to chưa? Này bác Hoa bỏ con tôm to này. Này tôm mình đang hay không biết mà. Tôm to nhỉ? Từ từ rồi mẹ mở cho nào. Hôm nay để toàn tôm này mà ta. Em không để ý, em để em đâu có bóc ra đâu. Bạn này mẹ bóc. Từ giờ đợi anh lấy ly đã rồi mẹ bóc ra nhá. Mẹ lấy nước cho. Một cái giòn nữa thôi đúng không? Dạ. Mày đưa ăn được không? Không có. Con ăn nhiều. Bánh nếp chè. Bắt đầu anh cuốn bông hoàng. Mấy con gà mấy con vịt hả? Lúc nào con đi lấy ly. Con đi lấy ly đi. Sao hú
Nào đưa đây mẹ bóc cho con. Con ăn miếng thịt này không? Thịt này bác Hòa ướp ngon lắm này. Ngon lắm, ăn thử đi. Hôm nay em gấu kén ăn rồi ấy. Em ơi, tí ăn hết, ướt hết vô người mẹ rồi. Gấu. Này của con này, con đừng cẩn thận nhá. Để tí tí chờ mẹ tí để mẹ lấy. Ui, pin bỏ nhiều đá này. Đây 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 đưa đây, 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 đây kia đây đi mẹ. Mẹ rót cho em tí tí nhé. Thật thích không? Nào, em mẹ lấy cho uống nha. Giờ bác Hoa không có uống hút sao đây? Gà đấy. Này. Nước có gà. 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 Đúng rồi, nước có gà đấy con uống đi. Nước có gà. À, Coca-Cola. Đúng không? Pepsi. Pepsi. Pepsi Cola. Anh em ăn nhanh lên để mẹ về mẹ chở của anh Cún đi học mẹ nhá. Ăn nhanh con. Anh Cún chuẩn bị đến giờ đi học rồi đấy. Rồi, ăn xong rồi ta đi về đi. Về mẹ chở anh đi học đó nào. Để dọn lại cho bác Cún. Ui, còn hơn đổ ra ngoài con. Tí về mẹ nấu tôm cho con ăn tiếp nhá. Con uống hết cái mì này. Ừ, con uống hết đi, uống hết đi xong ở trong chai còn thì cầm về. Đó. Rồi gấu đi lại trả tiền nước hoa này. Cầm cái này về mẹ chở anh đi học chứ không muộn đâu. Đi chào bác Hoa để về nào.